Xin chào anh chị. Hôm nay tôi cùng anh chị đi kiểm tra quy hoạch năm 2020 của huyện Đồng Phú anh chị ha. Bây giờ tôi sẽ vào bản đồ quy hoạch và cùng anh chị đi kiểm tra quy hoạch các con đường mới, con đường cũ, con đường hiện tại và các dự án chuẩn bị triển khai trong vòng 5 năm tới anh chị ha. Mời anh chị. Trước tiên tôi sẽ vào cái ứng dụng bản đồ quy hoạch của huyện Đồng Phú anh chị nhé. Anh chị cùng tôi đi ạ. Đây, chúng ta sẽ vào đây. Chờ một chút anh chị ha. Rồi. Ở trong đây thì chúng tôi có rất là nhiều bản đồ. Bản đồ huyện Đồng Phú cũ và mới, bản đồ quy hoạch BKMX Đồng Phú, bản đồ tỉnh Bình Phước anh chị ha. Thì hôm nay tôi sẽ vào bản đồ của huyện Đồng Phú, quy hoạch 2021, bản đồ mới anh chị nha, giai đoạn 2021-2026. Rồi, cho mời anh chị là bản đồ quy hoạch huyện Đồng Phú anh chị nha. Đây là bản đồ quy hoạch huyện Đồng Phú 2021 anh chị nha. Do bản đồ này nó tích hợp trên máy tính, khi mà tôi mở bằng điện thoại thì nó những cái phông chữ nó không có hiện ra, không hiện ra anh chị ha. Rồi, đây là toàn bộ đất của huyện Đồng Phú của chúng ta. Đây là hình của huyện Đồng Phú anh chị nhé. Nó là một hình chữ C ngược anh chị nhé. Trước tiên chúng ta nhìn sơ bộ về các loại đất anh chị nhé. Những cái đất mà nó có cái màu cam, màu vàng vàng này này, màu đen đen này này, đấy là đất được nhà nước cấp vĩnh viễn anh chị ha. Cấp vĩnh viễn, thường thường người dân người ta hay gọi là sổ chính quy anh chị ha. Đất không thu tiền sử dụng đất anh chị nhé. Rồi, còn là phần màu xanh này. Phần màu xanh này là thuộc các đơn vị, ví dụ như là nông trường, cao su, các đơn vị cao su quản lý, hoặc là quốc phòng, an ninh, là toàn bộ là màu xanh anh chị nhé. Cái sổ này là sổ thuê hoặc là sổ xanh anh chị nhé. Tùy từng cái đơn vị người ta quản lý anh chị ha. Đó anh chị nhé, đây là màu xanh là sổ của nông trường, nông trường. Rồi màu đỏ là của quốc phòng anh chị ha, quốc phòng an ninh đấy là màu đỏ anh chị ha. Đó là về loại đất anh chị ha. Loại đất là có hai loại đất chính thôi, đó là đất nhà nước giao vĩnh viễn, là đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây lâu năm, và thứ hai là đất thuê, đất sổ xanh, sổ hồng thuê anh chị nhé. Còn đây là các ký hiệu của các loại đất. Cái này thì tôi sẽ làm một cái video riêng để chia sẻ cho anh chị nào ít đi mua đất, ít có những thông tin về các loại đất. Còn những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì ai cũng biết, ví dụ như lúa này, rồi trồng cây lâu năm này, rồi trồng cây hàng năm này, đó vân vân. Đây ví dụ như mấy dòng đầu này, lúa nước, rồi hàng năm đó, rồi trồng lúa, rồi lâu năm anh chị ha, đất rừng sản xuất vân vân. Thì cái này tôi sẽ làm một cái video riêng để giới thiệu chi tiết cho anh chị ha. Còn hôm nay thì chúng ta đi kiểm tra quy hoạch thôi. Thì hiện tại thì Đồng Phú chúng ta là có những con đường chính sau. Một là đường DT41 ạ. Đây ạ. Đây là DT41 anh chị ha. DT41, đây là con đường. Xin lỗi, đó là DT41 ở đây ạ. Tôi xin lỗi nhé, đó là quốc lộ 14, tí nữa tôi giới thiệu sau. Đây là DT741 ạ. Đây DT41 anh chị ha. Đó, bên này là xã Tân Tiến. Bên này, xin lỗi, bên này là xã Tân Lập này. Bên này cũng là xã Tân Lập anh chị ha. Đó, đây là con đường DT741. Đó, tôi cùng anh chị đang đi tham quan DT41 anh chị nha. Đó, đây DT41 anh chị ha. Đó, đến đây khu vực đất màu đen này là của Đồng Xoài. Thì cái bản đồ này là của huyện Đồng Phú nên nó sẽ không hiển thị của thành phố Đồng Xoài của chúng ta. Cái này chúng tôi có một bản đồ riêng cho thành phố Đồng Xoài, thì tôi sẽ làm một video khác anh chị nhé. DT741 nó chạy qua Đồng Xoài rồi nó lên đến đây. Đây là xã Đồng Tiến anh chị. Xin lỗi. Đây là quốc lộ 14. DT41 nó chạy qua Đồng Xoài và nó chạy lên đây. Chạy lên hướng này ạ. Đây ạ. Đây nhá. Nó chạy lên hướng này anh chị ha. Đây là xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Chỗ này là Bùng Binh. Xin lỗi, Tượng Đài Thuận Phú. DT741 nó chạy về hướng Phú Riềng này, Phước Long,
Bù Gia Mập, Bù Đốp anh chị nhá. Đó, nó chạy lên đây, chạy lên đây, chạy lên đây và chạy đến hết đất Phú Riềng, sang đây là đất của Phú Riềng đấy anh chị A, màu đen. Đó. Rồi, đó, quay lại, đấy là một con đường, đường đầu tiên. Cái đường thứ hai tôi muốn giới thiệu cho anh chị đó là con đường quốc lộ 14 ạ, là con đường vừa nãy tôi ấy nhầm đấy ạ. Đây. Con đây là quốc lộ 14, nó bắt đầu từ xã Đồng Tiến. Đó. Đó, nó chạy thẳng lên Bù Đăng, chạy thẳng lên Bù Đăng anh chị ha. Đó, đến qua xã Đồng Tâm đến xã Nghĩa Trung là kết thúc. Đây đất, cái khục màu đen đen này xã Nghĩa Trung này, còn lại là của Đồng Tâm, Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước anh chị ha. Đó là quốc lộ 14 anh chị ha. Rồi, ngoài ra thì chúng ta còn có những con đường quy hoạch mới nhất và gây sự chú ý nhất cho các nhà đầu tư, cho các anh chị đi săn mua tìm những miếng đất mà đầu tư cho tương lai, đó là đường Tạo Lực anh chị ha. Đường Tạo Lực thì nó bắt đầu từ xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và nó kết thúc ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, là nó bắt đầu từ đây ạ. Đây nha anh chị ha. Đó, đây là đường Tạo Lực. Đường Tạo Lực anh chị nha. Đường Tạo Lực thì nó chạy như vừa tôi có chia sẻ là chạy từ xã An Bình, nó chạy qua khu công nghiệp BKMX Đồng Phú 6.300 hecta. Khu vực này là của khu nghiệp BKMX Đồng Phú nha. Tuy nhiên thì cái bản đồ này nó không hiển thị khu nghiệp BKMX. Tôi sẽ làm một bản đồ riêng dành cho cái khu nghiệp này anh chị nha. Rồi, đó, đây là đường Tạo Lực anh chị nha. Và điểm kết thúc là xã, ngay cổng ủy ban xã Đồng Tâm luôn anh chị ha. Đây. Đây ạ. Đây là quốc lộ 14 này. Đó. Còn đây là cuối đường của Tạo Lực này. Còn màu cam cam này là ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm anh chị ha. Anh chị nha. Đó, đó là con đường thứ hai tôi giới thiệu cho anh chị. Và con đường thứ ba là con đường DT753. DT753 có một dạo là có một cái cơn sốt đất cực kỳ khủng khiếp mà Bình Phước chưa bao giờ có. Đó là đường DT753 của chúng ta. À, là bắt đầu từ siêu thị Comart, thành phố Đồng Xoài. À, ngoài thành phố Đồng Xoài thì nó đặt tên là Lê Quý Đôn. Nhà nước mình đặt tên Lê Quý Đôn. Khi hết đất Đồng Xoài rồi, sang đến xã Tân Phước thì nó là DT753 chị ha. Bắt đầu từ đây ạ. Từ từ. Bắt đầu từ đây anh chị ha. Như vừa tôi chia sẻ bên phần Đồng Xoài hoặc phần các huyện khác thì nó thành màu đen. Siêu thị Comart nằm ở đây này. Đó, bắt đầu từ đây ha. Bắt đầu từ đây. Nó bắt đầu từ DT741 đối diện siêu thị Comart thành phố Đồng Xoài và nó kết thúc ở sông Mã Đà anh chị nha. Đây, nó đi thẳng này, đi thẳng này anh chị ha. Đi thẳng và nó có một cái đoạn giao nhau với đường Tạo Lực. Những cái miếng đất nào mà quanh cái ngã tư này này là cực kỳ VIP anh chị ha. Sau này ở trong tương lai anh chị nha, còn hiện tại nó chưa có gì cả. Rồi, đó, và nó đi thẳng vào đây, đi thẳng vào khu đất của nông lâm trưởng quản lý là màu xanh này anh chị nhá. Nhiều anh chị có đất ở trên cái khu này này, qua ngã ba Thạch Màn. Đây là ngã ba Thạch Màn anh chị ha. Ngã ba Thạch Màn ở đây ạ. Tôi phải giới thiệu lại đây. Đây là ngã ba Thạch Màn này anh chị ha. Anh chị nhìn thấy không ạ? Một bên là nhà nước cấp sổ cho mình, một bên này là nhà nước cấp sổ này, sổ chính quy, còn bên này chỉ là sổ xanh, sổ thuê thôi. Nhưng nhiều cá nhân, nhiều tổ chức nói là tôi sẽ ra sổ chính quy được, cái đấy là không có cái thông tin đó, là không có kiểm chứng anh chị ha. Đất này vẫn là đất nhà nước anh chị nha. Đó, rồi đó, rồi đi thẳng đi DT753 và nó kết thúc ở sông Mã Đà anh chị nha. Bên này huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai anh chị nha. Đó, như tôi vừa chia sẻ, chỗ nào màu đỏ là của quân đội, màu đỏ của quân đội và màu xanh của nông lâm trường anh chị nha. Còn khu này là khu quy hoạch giết mổ gì đó của một cái đơn vị nào đó, thì công ty gì đây ạ? Còn tại vì đây nó làm điện thoại nên tôi không thể đọc được những cái dòng chữ này, cái phông chữ này anh chị nha. Cái này tôi sẽ quay một cái video dành cho máy tính thì nó sẽ hiển thị hết. Đó là ba con đường tôi vừa giới thiệu cho anh chị. Và ngoài ba con đường chính đó thì huyện Đồng Phú chúng ta còn làm thêm 4 tuyến đường để đi vào khu nghiệp BKMX Đồng Phú 6.300 hecta sau này. Đó là tuyến số 1, tuyến số 2, tuyến số 1 này. Tuyến số 1 tôi zoom này, tuyến số 1 này, tuyến số 2 này. Tuyến số 3 này. Tuyến số 4 này thì tôi xin phép giới thiệu tuyến số 1 trước ha. Tuyến số 1 và tuyến số 2 là có lộ giới 32m. Tuyến số 3 và tuyến số 4 có lộ giới 42m, đấu nối trực tiếp vào khu nghiệp BKMX cũng như là vào Tạo Lực trong này. Tạo ra thành 4 con đường xương cá để sau này khi khu công nghiệp BKMX người ta
và hoạt động á, thì bốn con đường này sẽ góp phần là trung chuyển hàng hóa cho nó dễ anh chị nha. Rồi tuyến số 1 thì nó bắt đầu từ khu nghiệp Nam Đồng Phú, xã Tân Lập anh chị nha. Tuyến số 1 là tuyến hầu gần như là ngắn nhất đó, nó chạy thẳng vào vào đây. Tuyến số 1 nó chạy thẳng vào đây. Đây là đất của khu công nghiệp BKM Đồng Phú anh chị nha. Những cái màu hồng hồng này nó cho lên thổ cư này. Đó, màu hồng cho lên thổ cư anh chị nha. Đó, đó là tuyến số 1. Tuyến số 1 ngắn, tuyến số 1 khoảng 5 cây số thôi, nó rất là ngắn, rất là ngắn anh chị ha. Ngắn này hình như là ngắn nhất đấy. Rồi, đến tuyến số 2. Tuyến số 2 thì ngay tuyến sai thì nó nằm ngay trung tâm xã Tân Lập. Xã Tân Lập anh chị ha, là tuyến số 2. Đây là tuyến số 2 này. Tuyến số 2 anh chị ha, nó nằm giữa trung tâm xã Tân Lập và xã Tân Tiến. Đây tuyến số 2 anh chị nha. Tuyến sai cũng ngắn, nhưng mà nó vẫn dài hơn tuyến số 1 anh chị nha. Đó, tuyến số 2 thì nó khoảng chừng 7 cây số, khoảng 7 cây số. Đó. Đây là tuyến số 2. Nó bắt đầu từ DT41 và nó kết thúc ở khu công nghiệp BKM Đồng Phú. Thực ra nó kết thúc ở tận đường tạo lực cơ anh chị ha, như tuyến số 1 này. Tuyến số 1 thì nó chỉ vào đến khu nghiệp là nó kết thúc thôi, nhưng tuyến số 2 này nó đi vào tận tạo lực anh chị nhìn này. Từ tuyến số 2 này. Đó, đi thẳng vào tạo lực nha. Đó, đây là tạo lực này, anh chị thấy không ạ? Đó. Rồi, mình tiếp tục đến tuyến số 3. Tuyến số 3 thì là ngay trung tâm thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, nghĩa là cách siêu thị Copmart, cách chợ Đồng Phú khoảng chừng 500m, 500m là đây, đầu tuyến số 3 đây. Đầu tuyến số 3 đây anh chị ha. Đấy, trung tâm hành chính huyện Đồng Phú nằm ở đây này. Nằm ở đây này. Thì đầu tuyến số 3 nó nằm ở đây ạ. Ở đây anh chị ha. Được chưa? Đi thẳng vào đây. Đi thẳng vào đây nó cũng đấu nối trực tiếp với tạo lực anh chị nha. Bốn con đường rất là quan trọng của huyện Đồng Phú trong này. Rồi, đây là tuyến số 4. Tuyến số 4 thì nó bắt đầu từ cũng DT41 luôn, huyện đội Đồng Phú, gần khu nghiệp BKM Đồng Phú. Gần khu công nghiệp Bắc Đồng Phú A và B. Đây, khu nghiệp Bắc Đồng Phú A này, AB này. Bắc Đồng Phú A này. Đấy thì cái đầu tuyến số 4 nó nằm ở đây. Anh chị nha, đi thẳng vào đây, vào thẳng tới trường học Tân Hòa, ủy ban xã Tân Hòa. Đây là hồ nước Tân Hòa này. Đấy, hồ nước này anh chị nha. Đầu nối trực tiếp vào tạo lực anh chị nha. Đó là bốn con đường rất là quan trọng sau này, giúp trung chuyển hàng hóa thuận tiện cho người dân cũng như doanh nghiệp về đầu tư tại khu nghiệp BKM Đồng Phú sau này anh chị ha. Ngoài ra để giảm tải cho DT41 thì nhà nước quy hoạch thêm một con đường, đó là con đường xuyên tâm anh chị ha. Đây là con đường xuyên tâm. Con đường xuyên tâm này như tôi vừa chia sẻ, nó hỗ trợ cho DT741, giảm tải cho DT41 vì nó chạy song song với DT41. Đây, DT41 đây ạ. DT41 của chúng ta chạy rất là ngoằn ngoèo nên nhà nước quy hoạch một con đường mới hoàn toàn để giảm tải cho DT41 cũng như là rút ngắn thời gian. Con đường mới quy hoạch luôn luôn là đi thẳng anh chị ha, không có ngoằn ngoèo như những con đường cũ ngày xưa. Đó, đây là đường xuyên tâm. Đường xuyên tâm này có lộ giới 28m anh chị ha. Nó xuyên từ tuyến số, nó xuyên từ giáp đất, giáp cái xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ngay sau khu nghiệp Nam Đồng Phú, đây ngay Nam Đồng Phú này, thì xuyên tâm nằm ở đây, cách nhau khoảng mấy cây ạ. Rồi, nó đi thẳng, nó giao nhau với tuyến số 1. Rồi nó giao nhau vào tuyến số 2. Những cái ngã tư giao nhau như này, đất sau này cực kỳ là VIP anh chị ha. Rất có giá trị. Đó, giao nhau về tuyến số 3 anh chị ha. Đấy, cái ngã tư giao nhau tuyến số 3. Xung quanh cái ngã tư giữa xuyên tâm với tuyến số 3 này, chúng tôi có rất là nhiều sản phẩm ở xung quanh đây. Anh chị cần mua thì liên hệ cho mình. Có số điện thoại là 0918645130 để tôi tư vấn cho anh chị ha. Rồi tiếp tục, nó giao nhau với tuyến thứ tư là tuyến số 4 anh chị nha. Rồi nó đi tiếp. Đây, nó giao nhau, nó rất là nhiều con đường, quy hoạch rất là nhiều con đường mới. Đây là một ngã tư này. Con đường này đường quy hoạch 26m này anh chị ha. Đó, 26m thì những con đường nhỏ thì tôi sẽ làm một cái video riêng để chỉ giới thiệu về những con đường quy hoạch liên huyện liên xã để cho anh chị hình dung thêm. Còn đây tôi đang giới thiệu những con đường chính của huyện. Rồi tiếp tục đi thẳng tới đây. Anh chị nhìn thấy con đường màu vàng này không? Màu vàng là đường hiện hữu rồi anh chị ha. Đó, đường con đường nhựa hiện hữu. Và cái điểm cuối cùng nó kết thúc là ở đường vành đai 32m Tân Phú Đồng Tiến. Cái video trước tôi có giới thiệu cho anh chị, mấy cái video trước tôi giới thiệu cho anh chị một cái con đường Tân Phú Đồng Tiến nó đang làm, đường có độ dưới 32m anh chị ha. Đó, anh chị ha. Đó,
thì tới đây tôi sẽ giới thiệu tiếp cái con đường 32 luôn anh chị ha. Con đường 32 này là con đường mới hoàn toàn, nhà nước bây giờ đang ủi, đang làm cầu, làm cống, là nó bắt đầu từ 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 đây ạ, bắt đầu từ 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 khu công nghiệp Bắc Đồng Phú A B, xin lỗi, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú B, anh chị nhìn này, nó chạy thẳng này, nó chạy thẳng đến đây, nó quẹo này, đó, đến đây nó quẹo nha. Nó cứ chạy làm chạy theo ven suối Giạt này, ven suối Giạt này, đó, anh chị không, và nó kết thúc ở quốc lộ 14, chợ cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, anh chị nha. Đó, đó là những tuyến đường chính, dữ liệu chính đang quy hoạch, cũng như là đang quy hoạch rồi, đã thi công rồi, đó, quy hoạch rồi, thi công rồi, và cũng con đường mà đã đi từ xưa đến giờ như đi từ 41 anh chị ha. Đó. Rồi tiếp tục thì những dự án quy hoạch là những dự án nào? Hiện nay những dự án quy hoạch của huyện Đồng Phú chúng ta thì có dự án nổi bật nhất, đó là trung tâm hành chính mới của huyện Đồng Phú đây ạ. Hiện nay cái màu hồng hồng này này là trung tâm hành chính, trung tâm hành chính huyện cũ, huyện cũ anh chị ha. Thì đây nó có là siêu thị Copmart này, siêu thị Copmart nằm đây này. Đây anh chị chờ tôi một chút. Đây DT41 đây, thì siêu thị nằm đây này. Siêu thị nằm chỗ này này, đúng không ạ? Đúng rồi, chợ nằm đây này. Đó, thế thì đối diện nó là trung tâm hành chính cũ. Sau này á là nhà nước mình sẽ chuyển cái trung tâm hành chính cũ này sang bên này đảo Yến này, là trung tâm hành chính mới, trung tâm hành chính mới, trung khu trung tâm hành chính mới này. Cái chữ mới này thì điện thoại nó không đọc được, nó dành ra chữ mía cái gì đó. Đó, thì sau này nó chuyển sang bên này, thuộc ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú anh chị nha. Ngoài ra huyện Đồng Phú còn quy hoạch một cụm công nghiệp này, cụm công nghiệp đó, cụm công nghiệp Tân Phú này, cụm công nghiệp Tân Phú, cụm công nghiệp Tân Phú này giáp khu trung tâm hành chính mới của huyện Đồng Phú, và kế nó là cụm công nghiệp Tiến Hưng của thành phố Đồng Xoài, và khu công nghiệp Bắc Đồng Phú mở rộng nằm ở đây này. Đấy, tuy nhiên thì cái bản đồ này không thấy, không thấy được, tôi sẽ review một cái bản đồ khác, tôi sẽ giới thiệu cho anh chị về thành phố Đồng Xoài thì sẽ thấy được cái bản đồ đó anh chị nha. Đó, ngoài ra chúng ta còn có một cái quy hoạch nữa, đó là anh chị cho tôi một chút, đó là khu nghiệp Thành Phương. Khu nghiệp Thành Phương ạ, đây anh chị chờ tôi một chút nha. Chị chờ tôi một chút. Tuyến số 3, tôi phải tìm về tuyến số 3. Tuyến số 4 này, tuyến số 3 này, đây đây. Đó, anh chị nhìn không ạ? Khu công nghiệp Thành Phương nhá, người ta đã quy hoạch rồi. Khu công nghiệp Thành Phương đấy chạy dài dài dài. Chỗ này này, chỗ này là Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến mới này. Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến mới. Rồi đất giáo dục này, là trường học cấp 2 cấp 3 mầm non của Đồng Phú này, giáo dục này. Đó anh chị thấy không ạ? Chị nha. Thì anh chị thấy kế bên là tuyến số 3 đúng không? Còn đây khu nghiệp Thành Phương này, gần, rất gần tuyến số 3. Tôi thử đo nhé, tôi thử đo từ đầu khu nghiệp Thành Phương ra tuyến số 3 là bao nhiêu mét anh chị ha. Chị chờ tôi chút. Cái màu đỏ này là khu nghiệp Thành Phương nha. Rồi đi theo đường chim bay đi. 800m, 800m là ra tới tuyến số 3, rất là gần anh chị ha. Còn đây là suối Giạt nhá, suối Giạt này. Thường thường tôi hay tiếp khách ở tuyến số 3, tôi hay nói anh chị đi đường này, hay đưa anh chị đi đường này này. Đi qua suối Giạt này. Đi qua đây anh chị ha. Đó, đây là tuyến số 3, đây là ngã tư Xuyên Tâm. Đó. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh chị những cái con đường chính của huyện Đồng Phú, đường đang đi cũng như là đường quy hoạch và đã quy hoạch và đã làm rồi. Đó, những con đường để cho anh chị hình dung thêm, và những dự án mới quy hoạch, đó là khu trung tâm hành chính mới, đó là cụm công nghiệp Tân Phú, khu nghiệp Thành Phương, để anh chị nắm bắt được những cái thông tin, mình đầu tư đúng nơi đúng chỗ, đúng nơi đúng chỗ thì mình mới giành chiến thắng được anh chị ha. Còn ngoài ra thì anh chị muốn tư vấn chi tiết thì chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho anh chị. Anh chị liên hệ cho chúng tôi qua số điện thoại là 0918645130 hoặc 0271 373 7968 anh chị nhé.
Thì ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website công ty chúng tôi để lựa chọn những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn.